Chung cư Home 5 The Bridgeview tọa lạc tại cung đường Trần Trọng Cung, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Được đầu tư bởi tập đoàn Nam Long. Dự án gồm 2 khối nhà cao 11 tầng và 17 tầng với tổng cộng 592 căn hộ. Vật liệu hoàn thiện đạt chuẩn chất lượng, được đặt trong tổng thể quy hoạch hoàn chỉnh của một khu đô thị đã phát triển và thu hút dân cư về sinh sống. Cơ sở hạ tầng và tiện ích cao cấp. Hồ bơi ngay dưới sân vui chơi bên dưới tòa chung cư, rất thuận tiện cho con trẻ không cần phải đi đến các điểm vui chơi xa. Gam màu ấm, trẻ trung, sôi động cho người trẻ, đường nét tinh tế khiến cho gia chủ ưng mắt. Đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng căn hộ quận 7. Không chỉ có vị trí vàng, căn hộ Home 5 The Bridgeview còn được đánh giá cao bởi quy hoạch và thiết kế chỉnh chu. Các hạng mục nhôm kính được CND thầu thiết kế, trực tiếp sản xuất và lắp đặt. Mỗi căn hộ nơi đây đều được thiết kế các hệ cửa thông minh, lan can ngoài ban công lắp đặt theo tiêu chuẩn bảo vệ tối đa, dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh thoáng mát bên ngoài. Tiêu chí an toàn và tiện nghi chính là điều CND cũng như nhà đầu tư luôn muốn hướng đến dành cho gia chủ.